Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc một tài xế ô tô phát hiện hai thanh niên đi xe máy trộm chó, người này đã lao xe tông vào đuôi xe máy, khiến hai tên trộm ngã nhào ra đường. Có không ít người tán thưởng cho hành động của tài xế này là đúng đắn kịp thời. Tuy nhiên, có không ít ý kiến cho rằng hành động của người tài xế là nông cạn, nguy hiểm đến tính mạng người khác. Vậy liệu rằng trong câu chuyện này, người tài xế có vi phạm hay không và nếu vi phạm thì sẽ bị xử lý như thế nào. Ngày 18 tháng 10, công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh xác minh làm rõ vụ việc ô tô tông hai nam thanh niên nghi trộm chó trên địa bàn. Trước đó trên mạng xã hội lan truyền clip tài xế ô tô tông hai thanh niên nghi trộm chó, vụ việc khiến cả hai tháo chạy, bỏ lại nhiều xác chó trên đường. Theo xác minh, vụ việc xảy ra tại con hẻm trên đường Tân Thới Nhất, quận 12, diễn biến được camera an ninh ghi lại. Hình ảnh cho thấy khoảng 6 giờ 55 phút ngày 18 tháng 10, hai thanh niên đi xe máy chở theo bao tải đựng chó, dừng trước căn nhà trong hẻm trên đường Tân Thới Nhất 17. Người ngồi sau bước xuống cầm một con chó để xuống đường và dùng chân đạp lên lưng để rút mũi tên tự chế bỏ vào bao tải. Lúc này một ô tô biển số thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ lao từ phía sau, tông vào hai thanh niên và xe máy và chạm khiến cả hai văng về phía trước cùng xe máy. Chiếc bao tải đựng xác của nhiều con chó rơi xuống đường. Một người tìm cách lấy xe tháo chạy thì bị tài xế tiếp tục tông. Hoảng sợ, cả hai thanh niên tháo chạy khỏi khu vực, bỏ lại xe máy, bao tải đựng chó và dụng cụ trịch điện. Một số người dân ở gần đó nghe tiếng động mạnh ra kiểm tra thì thấy một xe máy bị hư hỏng. Cách đó khoảng 20 mét là bao tải đựng khoảng 10 con chó bị cuốn băng keo đen ở miệng, súng bắn điện dùng để trộm chó. Những người liên quan đều rời khỏi hiện trường. Ông Nguyễn Hải Lâm, Chủ tịch UBND Phường Tân Thới Nhất cho hay, theo điều tra ban đầu, hai người đi xe máy trộm chó tại nhiều căn hộ ở khu vực. Người lái ô tô sống ở gần đó đã phát hiện và theo dõi từ trước. Chiều cùng ngày, Công an quận 12 đã bắt được một trong hai thanh niên. Dưới góc độ pháp lý, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, hành vi của người lái xe ô tô trong tình huống này được pháp luật cho phép. Tuy nhiên, hành vi này là không khuyến khích và phải thận trọng để tránh đi quá giới hạn, gây ra thiệt hại tính mạng cho hai đối tượng trộm chó. Luật sư Cường cho biết thêm, trong trường hợp phát hiện hai đối tượng trộm cắp chó thì bất kỳ ai cũng có quyền bắt giữ. Đây là sự việc thuộc trường hợp bắt người phạm tội quả tàng. Trong tình huống này, người bắt trộm được phép gây ra thương tích cho đối tượng trong một mức độ nhất định nhằm bắt giữ đối tượng, vì gây ra thương tích không phải là hành vi cố ý, mục đích để bắt giữ đối tượng gây án. Gây thương tích trong quá trình bắt giữ phạm tội là một trong các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ Luật Hình Sự. Luật sư Cường nhấn mạnh cần lưu ý về sử dụng vũ lực này, phải là giải pháp cuối cùng với mục đích sử dụng vũ lực để bắt giữ đối tượng phạm tội quả tang chứ không nhằm mục đích gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của người phạm tội. Nếu người nào bắt giữ người phạm tội quả tang mà cố ý gây thương tích, gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người phạm tội thì đây là hành vi vi phạm pháp luật. Cũng cần lưu ý, hành vi sử dụng vũ lực để bắt giữ tội phạm chỉ được thực hiện trong trường hợp phạm tội quả tang với những trường hợp chưa có căn cứ rõ ràng đó là người phạm tội hoặc là người đang bị truy nã thì không được phép sử dụng vũ lực một cách tùy tiện để gây ra thiệt hại đến tính mạng sức khỏe của người khác ngoài ra khi đã bắt giữ được đối tượng phạm tội thì phải bàn giao ngay cho cơ quan chức năng không được đánh đập gây thương tích sát hại người phạm tội quả tang khi họ không còn chống trả không bỏ chạy nữa trong clip nêu trên, người lái ô tô chủ động đâm xe vào hai thanh niên đi xe máy chở theo bao tải chó, mặc dù người lái ô tô đã phanh lại để tránh hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, cú va chạm nhẹ đó cũng khiến hai thanh niên ngã ra đường nhưng không gây ra thương tích gì. Đồng thời, hai đối tượng đã bỏ chạy, để lại rất nhiều chó và chiếc xe máy. Đây là những vật chứng quan trọng để cơ quan điều tra vào cuộc xác minh làm rõ đối tượng gây án nhằm xử lý theo quy định của pháp luật. Trong vụ va chạm này, nếu hai đối tượng bị thương tích thì cũng không đáng kể và người lái xe ô tô sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Trường hợp này được loại trừ trách nhiệm hình sự theo điều 24 của Bộ luật hình sự. Theo luật sư Cường, điều kiện để thực hiện hành vi gây ra thương tích nhưng vẫn được loại trừ trách nhiệm hình sự là trong những tình huống pháp luật quy định thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự như phòng vệ chính đáng, tình thế cấp thiết khi bắt giữ tội phạm nếu vượt quá mức độ pháp luật cho phép thì người gây ra thiệt hại trong trường hợp này sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật bởi vậy khi chưa chắc chắn đối tượng phạm tội quả tang thì không được gây ra thương tích thiệt hại cho đối tượng đó ngoài ra việc gây ra thương tích thiệt hại cho đối tượng phạm tội quả tang hoặc đối tượng đang bị truy nã chỉ được phép thực hiện khi không còn cách nào khác gây ra thiệt hại không phải là mục đích chính của người gây ra thiệt hại mục đích ở đây là bắt giữ bởi vậy những hành vi sử dụng vũ lực như người lái xe ô tô này là không khuyến khích luật sư cường chia sẻ ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ nếu đâm ô tô và xe máy mà không phanh kịp không làm chủ tốc độ không kiểm soát được tình thế thì rất dễ gây ra án mạng trong khi đó còn có nhiều cách khác để khống chế bắt giữ đối tượng bởi vậy trong trường hợp này tài xế ô tô có thể không bị xử lý nhưng nếu người khác làm theo học theo thì rất có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật cơ quan điều tra vào cuộc xác minh làm rõ hành vi hai thanh niên nghi trộm chó trên xe để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật đồng thời nhắc nhở người lái xe ô tô trong việc xử lý tình huống bắt giữ tội phạm để tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra Thưa quý vị, cũng thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đầu năm 2023, công an đã triệt phá thành công một nhóm cẩu tặc chuyên nghiệp với hàng loạt dụng cụ giết mổ kích điện chuyên nghiệp. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Ai nấy cũng tỏ ra bức xúc bất bình trước hành vi đê hèn của nhóm đối tượng. Ngày 12 tháng 2, Công an huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang lập hồ sơ xử lý Nguyễn Hoàng Triều sinh năm 1980 quê Phú Yên và Nguyễn Duy Khánh sinh năm 1980 huyện Bình Chánh để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trước đó, Tổ công tác 363 Công an huyện Bình Chánh phát hiện nhiều đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên theo dõi chặt chẽ. Giờ sáng 12 tháng 2, Tổ này phát hiện hai thanh niên nghi vấn đứng trước địa chỉ 1501 quân lộ 1 xã Tân Kiên huyện Bình Chánh nên kiểm tra hành chính. Thấy công an, Nguyễn Duy Khánh chạy vào nhà chốt cửa, người còn lại là Nguyễn Hoàng Triều chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát nhưng bị khống chế bắt gọn ngay sau đó. Lực lượng công an thu giữ của đối tượng một bình xịt hơi cay, hai bịch bột ớt, bộ dụng cụ để trích điện. Và trong căn nhà trên, công an phát hiện hàng chục con chó đã chết cùng nhiều dụng cụ giết mổ kích điện trong nhà. Tổ công tác xác định những con chó trên do trộm cắp mà có và cả hai đối tượng liên quan đến đường dây trộm chó tiêu thụ chó chuyên nghiệp. Công an huyện Bình Chánh khẩn trương mở rộng điều tra, đồng thời đề nghị người dân bị trộm chó liên hệ đội cảnh sát hình sự công an huyện để trình báo, phối hợp điều tra. Và thưa quý vị, những năm gần đây thì cẩu tặc được người dân ví như một nạn trộm cắp khá phổ biến với thủ đoạn tinh vi. Những đối tượng thực hiện hành vi này đa phần là những kẻ lười biếng không có công việc ổn định, lại mong muốn kiếm được tiền dễ dàng. Có thể thấy hành vi trộm chó đầy bạo lực và nguy hiểm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự xã hội, dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Hy vọng rằng pháp luật sẽ có những hình phạt nặng tay nhằm răn đe và củng cố xã hội những thông tin vừa rồi kết thúc chương trình hôm nay xin cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại